Bệnh bạch hầu từ lâu đã được biết đến như một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng gây tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, việc hiểu rõ về bạch hầu là rất cần thiết để phòng tránh và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Các bạn hãy cùng xem hết video này để hiểu rõ về căn bệnh trên nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm. Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn thuộc họ Corynebacterium gây ra ở hệ hô hấp trên, niêm mạc và da của một số vùng trên cơ thể. Bệnh có thể lan truyền từ người này sang người khác thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra, việc tiếp xúc trực tiếp với vết thương hoặc các vật dụng cá nhân của người bệnh cũng có thể là nguồn lây lan bệnh. Bệnh bạch hầu có các triệu chứng như viêm họng, viêm mũi, viêm thanh quản, cổ họng đỏ, nuốt đau, da xanh xao, mệt mỏi, nổi hạch ở dưới hàm làm sưng tấy vùng cổ và khi thăm khám thấy có giả mạc. Bệnh bạch hầu thanh quản là thể bệnh nặng ở trẻ em. Biểu hiện toàn thân của bệnh là nhiễm độc thần kinh, làm tê liệt thần kinh sọ não, thần kinh cảm giác, thần kinh vận động ngoại biên hoặc kèm theo triệu chứng viêm cơ tim. Bệnh bạch hầu có thể được điều trị khỏi bằng huyết thanh hoặc trở nên trầm trọng và gây tử vong trong vòng 6 tới 10 ngày. Người bệnh thường đào thải vi khuẩn từ thời kỳ khởi phát, thời kỳ lây bệnh có thể kéo dài khoảng 2 tuần hoặc ngắn hơn. Bệnh bạch hầu thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường khác. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo chúng ta cùng quay ngược lại thời gian tìm hiểu về lịch sử căn bệnh nguy hiểm này nhé. Từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, trước khi vaccine được phát minh, bạch hầu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Năm 1921, bóng ma bạch hầu bao trùm nước Mỹ với hơn 206.000 người mắc bệnh và cướp đi sinh mạng của 15.520 người. Từ năm 1920, vaccine bạch hầu được tạo ra đã mang lại hy vọng mới cho nhân loại, giúp giảm mạnh số ca mắc bệnh tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Đến giữa thế kỷ 20, các chương trình tiêm chủng rộng rãi được triển khai ở nhiều nước phát triển, dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ trong số ca bệnh và dịch bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, bệnh bạch hầu vẫn một căn bệnh truyền nhiễm được đánh giá là nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em và những người chưa tiêm phòng. Chỉ tính riêng trong năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 7.300 trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu và con số thực tế có thể còn cao hơn. Vậy làm sao để chúng ta có thể phòng tránh bệnh bạch hầu? Câu trả lời, vaccine là vũ khí sinh học tốt nhất để phòng ngừa bệnh bạch hầu. Tiêm chủng đủ mũi và tiêm nhắc lại theo thời gian khuyến cáo là cách phòng bệnh bạch hầu ở trẻ em hiệu quả nhất, tỷ lệ bảo vệ đến 97%. Cơ thể chỉ cần 2 tới 3 tuần sau khi tiêm đủ liều để sản sinh miễn dịch với bệnh. Trong khi bạch hầu có thể không phải là mối đe dọa thường xuyên như cúm và Covid, nó vẫn là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm nếu không được phòng ngừa và điều trị đúng cách. Dù công nghệ y tế ngày càng tiên tiến, bệnh bạch hầu vẫn cần được chú ý, đặc biệt qua việc tiêm phòng và các biện pháp y tế công cộng. Hãy nhớ, mỗi liều vaccine không chỉ bảo vệ bạn, mà còn bảo vệ cả cộng đồng xung quanh bạn. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này để nhiều người có thể tiếp cận được những thông tin hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin nào khác về bạch hầu hay các vấn đề sức khỏe khác, hãy để lại bình luận phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!